Hai cái vòi này của nó không biết để làm gì các bạn, nhưng mà rất đen. Đây là sò tộ các bạn. 6 con này 1 kg, ngoại hình không được đẹp cho lắm, nó hơi đen đen. 1 kg nó tầm khoảng 150, nhưng hôm nay mình mua với giá 120k các bạn, khá rẻ hơn so với mọi ngày. Món này thường thường đem đi hấp ăn rất là ngon. Mình sẽ ăn kèm với lại hũ muối ớt do cái người bán hải sản cho mình pha chế các bạn, không có nhãn hiệu, tại nhà làm. Mình sẽ ăn thử nhé. Những con ốc này sau khi mình hấp chín thì nó đã nở những nụ cười thân thiện với mình. Nó có 2 cái vòi các bạn. Mời các bạn hãy thử cùng mình nhé. Ăn nó dai dai. Nhiều người hấp hành, hấp sả, còn mình hấp gừng các bạn. Ăn cái vị nó ngọt các bạn, kèm với lại nước chấm này nó cay cay, mùi thơm của gừng nữa, rất là ngon.